Hello guys, cô Mai Phương xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đến với buổi học tối nay cùng với cô Mai Phương ạ. Không biết là hôm nay chúng ta đã sẵn sàng để mình đến buổi học tối nay cùng với cô Mai Phương chưa nhỉ? Hello guys, lại thêm một tuần nữa trôi qua và tuần này thì cô Phương có thêm được rất là nhiều những cái đề hay từ các trường và các sở. Đấy, vì thế cho nên là cô Phương sẽ dành thời gian ra chữa thêm nhiều đề cho các con trong thời gian tới nhé. Ok. Và hôm nay thì cô cũng muốn nhắc các con rằng là tất cả các bạn tham gia khóa học cô Mai Phương thì mình sẽ có cái cơ hội rất lớn để có được cái điểm số cao trong những cái bài thi. Nên là chúng ta cần hoàn toàn tự tin nhá. Hôm nay để tăng cường thêm cái phần từ vựng cho các con này thì chúng ta sẽ cùng học tiếp cái phần collocations trong buổi ngày hôm nay. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu học nhé. Hôm nay mình sẽ bắt đầu học luôn các bạn nhé. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu với câu số 1 nhé. Câu số 1 của chúng ta như sau này. I think Jennifer has a fancy to my friend Tommy, so I'm going to try to set them up on a date. Now, set them up on a date là mình biết là đã là cho họ đi hẹn hò với nhau rồi, đúng không ạ? Đúng không? À, tôi nghĩ là Jennifer là đã phải lòng với lại là bạn tôi là Tommy. Vì thế cho nên là tôi dự định là sẽ cho họ gọi là set them up để mà gọi là on a date, date, dating, hẹn hò đúng không? Thế thì ở đây cái collocation này nó khá là lạ. Đây là một cái collocation khá là mới lạ, được không ạ? Nào, có bạn nào đoán đã được là mình sẽ lựa chọn đáp án đúng là đáp án gì cho câu số 1 này không ạ? Ở câu số 1 này nhá, đáp án đúng của chúng ta sẽ là từ take ạ. Nhá, cái bài ngày hôm nay nó là bài từ vựng thì tất nhiên là nó sẽ chỉ có xoay quanh là các cái cấu trúc từ vựng thôi. Nên nếu như cấu trúc nào mà chúng ta chưa biết thì các bạn sẽ comment xuống đây giúp cô. Đồng ý không ạ? Những cấu trúc câu nào mà mình chẳng may mình chưa biết thì các bạn sẽ comment xuống giúp cô nhé. Nào ở đây mình sẽ có cấu trúc này. Take a fancy. Take a fancy to someone. Câu này có nghĩa là kiểu là say mê hoặc là thích thú ai đó ấy. Take a fancy to someone. Này câu này sẽ dùng được take. Được chưa? Rồi, một câu rất là hay, được không? Rồi, tiếp tục cho cô sang câu số 2. Being a dancer doesn't pay well, but it was my dream. So I tried my best to a go of it. Nào, câu này chúng ta sẽ có một collocation tiếp theo mà mang nghĩa là thành công trong một cái việc gì đấy. Là một cái người gọi là dancer, tức là một cái người vũ công thì không được trả lương cao, doesn't pay well. Nhưng mà nó đã là cái ước mơ của tôi, cho nên là tôi cố gắng là thành công với nó. Ở đây mình sẽ có cấu trúc tiếp theo, đó là cấu trúc là make a go of it. Đấy ạ. Make a go of it. Đấy ạ. Có nghĩa là thành công trong việc gì? Cấu trúc này ngày hôm nay của chúng ta sẽ là những cấu trúc khá là mới lạ, được không ạ? Make a go of. Nó lại là a go 12. Nó là một cái thành ngữ, nó rất là informal, nó rất là gọi là rất là xuồng xã ấy. Nó mang nghĩa là be successful in something. Được chưa? Make a go of. Được chưa? Có nghĩa là thành công trong cái việc gì? Thế là tôi cố gắng để thành công. Đúng không ạ? Bởi vì nó là cái ước mơ của tôi, nó cái khao khát của tôi, cho nên là tôi cố gắng để thành công. Bởi vì nó là cái điều mình thích, nó là cái giấc mơ của mình cơ mà. Cho nên là mình cố gắng hết sức để thành công. Ok chưa? Rồi, tiếp tục giúp cô sang câu số 3 nhá. Câu số 3. Nào, câu số 3, some women choose to an abortion rather than care for a severely disabled child. Một số phụ nữ thì lại lựa chọn phá thai thay vì là sẽ chăm sóc cho một đứa trẻ bị gọi là tàn tật một cách nghiêm trọng, đúng không ạ? Severely disabled. Cái tình huống này thì nó là một cái tình huống mà nó mà xét xét về mặt đạo đức thì nói chung là nó gọi là thường là rất là khó xử, đúng không ạ? Bởi vì không có ai muốn là phải phá thai, đúng không ạ? Thế nhưng mà đứa trẻ chẳng may là nó là một cái đứa trẻ mà nó gọi là bị tật nguyền nghiêm trọng ấy, thì người ta đã nói rằng là một số phụ nữ là lựa chọn cái này. Thế ở đây chúng ta sẽ có cái phá thai đó là have an abortion. Have an abortion có nghĩa là phá thai. Nhớ. Nói chung là câu này là một cái câu hơi bị chán về mặt gọi là cảm xúc, nên là cô sẽ chuyển nhanh sang câu số 4 nhé. Nào, câu số 4 chúng ta sẽ có cái câu đó là collocation của chúng ta có nghĩa là nó là khởi xướng. Chúng ta biết là cái danh từ initiative có nghĩa là sáng kiến, initiative, sáng kiến này, khởi xướng này, chủ động này. The boss was on vacation when they ran out of material, so Julie the initiative and ordered more.
Sếp thì đang đi nghỉ, thì họ bị hết những cái nguyên vật liệu. Vì thế cho nên là Julie đã khởi xướng là sẽ là đặt hàng nhiều hơn. Ở đây chúng sẽ dùng cho cô cấu trúc với từ take ạ. Take the initiative có nghĩa là khởi xướng hoặc là chủ động làm gì. Rồi, tiếp tục cho cô sang câu số 5. I'm not going to dance too much at the party because I don't want to a fool out of myself in front of my coworkers. Câu này là một cái, câu này nó là một cái cấu trúc, một cái collocation khá là thường gặp. Nhưng mà cũng có nhiều bạn không biết đấy. Đó là cấu trúc là make a fool out of oneself. Có nghĩa là biến mình thành cái trò hề ấy. Fool là thằng ngu đúng không ạ? Làm một cái thằng ngu trước mặt mọi người ấy. Là một cái thằng ngu đúng không? Là tôi sẽ không khiêu vũ quá nhiều ở cái bữa tiệc đâu, bởi vì tôi không muốn làm cái trò hề trước những người đồng nghiệp của tôi, đúng không? Sẽ có rất nhiều những cái tình huống ở nơi làm việc là mình không muốn là mọi người phát hiện ra những cái điểm yếu của mình và trở thành trò hề, make a fool out of myself. Nha. Sang câu số 6 thì nó sẽ là một cái collocation khá là thường gặp. Chúng ta có cấu trúc là do somebody good. Nó cũng sẽ tương đương với cấu trúc là do good to somebody. Được chưa? Và chúng ta còn có cấu trúc đó là do harm. Do harm cũng thế, mình sẽ có do good và do harm. Được chưa? Do good là có lợi, còn do harm thì là có hại. Chắc chắn rồi, đây là có hại đúng không? Và mình còn hay gặp cái cấu trúc đó là do more harm than good. Đúng không ạ? Chúng ta biết rằng là mọi thứ thì thường hay có hai mặt, đúng không? Bao giờ cũng có cái mặt gọi là mặt tích cực và mặt tiêu cực, cái mặt có lợi và mặt không có lợi. Đấy, có cái do good và có cái do harm. Được không? À, nó có cả hai mặt như vậy. Thế nhưng mà nó là do more harm than good thì mình sẽ phải consider xem là liệu là mình có nên làm cái điều đấy hay không. Được không ạ? Ví dụ như là mình nói rằng là gì ạ? Cái việc mà mình gọi là chúng ta học bài hoàn toàn dùng máy tính để học bài chẳng hạn. Được không ạ? Người ta nói rằng là nó là do more harm than good. Đúng không? Nó sẽ gây hại nhiều hơn là gây lợi, bởi vì là mình làm việc quá nhiều trên máy tính, cái mắt của mình nó sẽ put a strain on our eyes, đúng không? Chúng ta còn nhớ cấu trúc là put strain on hôm qua mình học không ạ? Put a strain hôm trước mình học không ạ? Put a strain on tức là nó gây căng thẳng lên mắt đấy, và nó gọi là do more harm than good. Cái này nó là danh từ nhá. Do more harm than good là danh từ. Câu này mình sẽ dùng do ạ. If you're feeling sad, getting out in the sunlight should do you good. Nếu như mà bạn buồn đấy thì đi ra ngoài vào cái ánh nắng mặt trời thì sẽ khiến cho bạn sẽ là rất là tốt cho bạn nhỉ. Cái này là nó là một cái khoa học ấy, khoa học chứng minh rằng là khi mà mình đi ra ánh nắng mặt trời thì mình sẽ có thêm cái gọi là cái gì, vitamin D à, vitamin D là nó là một cái vitamin cảm xúc hay là cây khỉ gió gì đó, đúng không ạ? Và người ta nói rằng là khoa học chứng minh rằng là có thiếu vitamin D thì chúng ta sẽ cảm thấy gọi là feeling blue, còn nếu như mà đủ vitamin D thì mình sẽ có cái cảm xúc tốt hơn ấy. Được ạ. Nhưng mà khi mà cô Phư từng trải qua những cái khoảng thời gian rất là buồn sầu buồn thảm đấy ạ, thì cô thấy rằng là có phơi mình dưới nắng mặt trời cũng chả cảm thấy tốt hơn tí nào. Cái này nó là cái quan điểm cá nhân của cô Phư thôi nhá, chưa chắc là nó đã đúng với tất cả mọi người nhá, và cô cũng không muốn đi ngược lại những quan điểm khoa học, đúng không ạ? Mình là cái gì đâu so với các nhà khoa học đâu. Nhưng mà cái trải nghiệm cá nhân của cô Phư, cái personal experience đó là khi mà lòng mà đã buồn ấy thì sunlight mấy nhưng mà có cháy nắng luôn thì sunlight cũng không cảm thấy vui hơn đâu, đúng không ạ? Khi nào mà mình giải quyết được cái problems của mình ấy thì nó mới quyết được. Chứ còn khi mà problems nó vẫn còn đấy ấy, ở trong lòng vẫn cứ gọi là anh ấy, thì có mà vitamin D thì vitamin rời cũng 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 vẫn là gọi là do no good, đúng không ạ? Vậy thì thực ra là cái quan trọng nhất ở đây đó là cái tư tưởng ấy, đúng không ạ? Cái tư tưởng của mình làm sao mà nó phải thông thoáng, nó phải nhẹ nhàng. Mà muốn có được cái tư tưởng đúng ấy thì mình cần phải làm đúng đã. Khi mà mình làm sai thì cái tư tưởng của mình nó bị lồi lõm. Còn nếu như mà mình mà làm đúng ấy thì không bao giờ mình phải lo lắng về một cái điều gì hết luôn. Chính vì thế cho nên là cô mới có thể nói là một con chiên ngoan đạo của Chúa, đúng không ạ? Là bởi vì cô thấy rằng là khi mà mình làm sai, trước đây cô từng làm sai, mình làm sai hoặc là mình làm sai rất là nhiều, đúng không ạ? Mà mình không biết là thế nào là đúng và thế nào là sai ấy, thật sự là như thế. Có những lúc làm sai mà không biết là mình sai luôn ấy. Đó. Và khi mà mình làm sai như thế thì mình sẽ lúc nào mình cũng sad này, mình tense, mình sad, nào là mình stress, rồi là đủ tất cả mọi thứ luôn. Được không ạ? Rồi sau đấy mình lại nghĩ là bây giờ mình nên đi ra sunlight để cho mình tốt đẹp hơn, nhưng mà thực ra nó chả tốt hơn tí nào. Nhưng mà khi mà mình luôn luôn là
luôn luôn ở trong một cái trạng thái đó là tư tưởng tốt đẹp, tốt lành, đúng không? Đầu óc thoải mái, thư giãn đấy, là mình không có bị buồn, mình buồn mà mình sẽ buồn ngắn thôi, mình không có buồn buồn nhiều ấy các bạn. Nên nó rất là quan trọng là như thế. Và ở đây các bạn sẽ nhớ cho cô ấy cấu trúc đó là do good và do harm. Rồi, câu này có từ delight in thì mình sẽ dùng cho cô cái cấu trúc collocation ở đây, đó là take delight in nhá. Collocation ngày nay của chúng ta rất là hay, các bạn nhớ share bài về giúp cô đi ạ. Take delight in nó nghĩa là thích cái gì? With my way, my son takes delight in being on stage. I think you should really pursue a career in acting. Nào, với cái cách mà con tôi rất là thích thú cho việc ở trên sân khấu thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ thực sự theo đuổi một cái sự nghiệp diễn xuất. Đúng không? Có những cái người đúng là sinh ra để diễn, được không ạ? Lên sân khấu mà chả cảm thấy ngượng ngùng gì hết cả. Rất là tự nhiên và rất là thích thú, đúng không? Take delight in. Rồi, tiếp theo câu số 8. Câu số 8 này là một cái cụm mà cũng rất hay luôn. Đó là gọi là quay trở lại, đúng không? À, các cái nhóm nhạc nhỉ, à, sau một khoảng thời gian, đúng không? Chìm lắng là họ lại quay trở lại, đúng không? Thì bao giờ thấy có những cái headlines ở trên TV ấy, người ta sẽ nói là ban nhạc gì gì đấy à, quay trở lại, đúng không? Mình sẽ dùng cái cấu trúc với từ make a comeback. Cô ấy đang cố gắng quay trở lại với cái album đầu tiên trong 20 năm. Rồi, câu số 9 ạ. Với từ business thì mình sẽ dùng cho cô với từ do. Do business bao giờ cũng sẽ là làm ăn kinh doanh ấy, là người ta sẽ dùng từ do. Do business tức là làm. Ở đây là làm nghĩa đen luôn, tay chân để sắn tay sắn chân lên mà làm đấy. Thì bao giờ người ta dùng do. Who wants to do business with someone who's lazy? Đúng không ạ? Ai lại muốn làm kinh doanh với một cái người mà lại lười chứ, đúng không? Và các bạn biết không, cô vừa cảm thấy là rất là gọi là gì ạ, mỗi khi mà cô gặp những cái bạn mà gọi là lười ấy ạ, là cô cảm thấy rất là khó chịu ấy, được không ạ? Lười quá thể. Lười quá thể đáng ấy, là cô cảm thấy rất là khó chịu khi mà phải làm việc với những cái người lười ấy, các bạn thấy chưa? Mà nó là một cái điều mà gì, đôi khi chúng ta sẽ gặp phải những cái người này, đó là những người quá lười, đúng không? Cô không hiểu tại sao người ta lại lười luôn, nó ạ. Bởi vì là cô thì là cái type người rất là hardworking, người thích làm việc ấy, thậm chí là có thể dùng cái từ đó là từ workaholic, nghiện việc. Đấy là ngày xưa ấy, ngày xưa có thể coi là một cái người gọi là workaholic, nhưng mà bây giờ thì cô không dùng cái từ workaholic nữa. Bởi vì là cô không đến mức là workaholic vào cái thời điểm bây giờ nữa, bởi vì lý do là cô cảm thấy rằng là mình tốt hơn là mình nên có một cái gọi là work life balance, là cái sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc ấy, tức là đừng có workaholic mà mình phải work life balance, như thế nó sẽ tốt hơn cho cái cuộc sống của mình, đúng không? Và mình cân bằng, chính ra cái sự cân bằng nó sẽ giúp cho mình là có được cái productivity nó cao hơn, chứ còn workaholic thì chưa chắc là nó đã là mang đến cái productivity cao đâu nhá, thấy chưa? Đấy, và vì thế cho nên là nói chung cô là tuýp người kiểu như này, vì thế cho nên là nhiều khi cô không thể lý giải được vì sao mà người ta lại lười. Được không ạ? Nhưng mà cái sự lười biếng thì thực sự là nó rất là tệ, và nếu mà mình lười lười nhác ấy là không ổn tí nào, đúng không ạ? Không cần thiết phải là workaholic và không cần thiết phải là quá hardworking, không cần thiết phải là stress out, nhưng mà lazy thì chắc chắn là không ổn nha. Và cái câu này nó rất là rõ là chả ai muốn gì ạ, who wants, ai mà lại muốn làm kinh doanh với những người lười chứ, đúng không? Rồi, sang câu số 10. Thuyết trình, presentation thì bao giờ mình cũng sẽ dùng cho cô là từ, thứ nhất là từ deliver. Thứ hai là các bạn có thể dùng cho cô từ give. Give a presentation hoặc là give a speech. Được chưa? Đấy. Hoặc không nữa thì mình có thể dùng từ make. Make thì là cái sự lựa chọn cuối cùng. Câu này mình có thể dùng make được, nhưng mà cô thì cô nghĩ là mình sẽ thường hay dùng give hoặc là dùng deliver. Được chưa? Tôi thuyết trình cho ban giám đốc nhưng mà rất là buồn là nó đã bị từ chối, đúng không? Nào, rejected thì nó sẽ bằng với lại là turn down, từ chối. Rồi, câu số 11 nhé. Their relationship a turn for the worse when he lost his job. Nào, đây mình có từ turn. Cái từ turn này ấy thì mình vẫn thường hay nhớ cấu trúc take turns, đúng không? Take turns cô dạy rồi, take turns nghĩa là gì ạ? Take turns có nghĩa là thay phiên nhau làm gì? Đúng chưa, đúng chưa? Đúng chưa, đúng chưa? Cái từ turn là lượt.
Và take turns có nghĩa là lần lượt đúng không? Nhưng câu này mình cũng dùng take luôn, mà đây nó là take a turn. Nó nghĩa là gì ạ? Take a turn nghĩa là gì? Cái mối quan hệ của họ ấy là có một cái xu hướng ấy, có một cái chiều hướng là xấu đi khi mà anh ta mất việc. Đúng không? Đấy, cái mối quan hệ khỉ gió gì mà người ta mất việc, mối quan hệ lại xấu đi đúng không? Mối quan hệ này thật là một cái mối quan hệ rất là selfish. Tôi chỉ yêu anh bởi vì là anh có công việc tốt rồi anh có thể lo cho tôi thôi. Còn anh mất việc phát là mối quan hệ xấu đi thì rõ ràng là nó là cái thứ tình cảm nó rất là selfish đúng chưa? Đúng không ạ? Đấy, cái thể loại con gái này thì cũng là không thể nào chấp nhận được. Đúng không ạ? Đúng là không chấp nhận được không? Người ta mất việc là mình phải ở bên người ta thì mới đúng chứ? Đúng không? Nào, tiếp tục giúp cô sang câu số 12 nhá. Câu số 12. It's a career that leaves you with almost no free time and that's a sacrifice I'm not prepared to gì. Cái này là nó sẽ là một cái collocation đi với từ sacrifice. Thấy chưa? Có nghĩa là hy sinh. Yeah, thì cái này cái collocation của chúng ta sẽ là make a sacrifice. Các bạn ghi xuống cho cô cái cụm này đi ạ. Make a sacrifice có nghĩa là hy sinh. Tức là nó sẽ tương đương với từ sacrifice luôn. Với sacrifice của cô cũng là động từ luôn ạ. Hy sinh nhá. Đây là một cái sự nghiệp mà sẽ khiến cho bạn là gần như không còn thời gian rảnh. Và đó là cái sự hy sinh mà tôi lại không sẵn sàng để nhận. Tức là tôi không sẵn sàng để make cái hy sinh đấy, make a sacrifice. Đấy chưa? Vì thế cho nên là tôi không có thể nhận cái công việc đấy được. Được không? Được không? Ok chưa? Nhá. Rồi. Cô Mai Phương luôn luôn ở trong cái tình trạng đó là almost no free time. Nhiều người nói rằng là cô Phương có một cái công việc đáng mơ ước bởi vì là công việc rất là linh hoạt, rất là thoải mái, trừ chừa thời gian là livestream là chắc chắn là phải phải livestream rồi, đúng không ạ? Thời gian để mà giảng các con ở trên lớp thì chắc chắn là cô sẽ phải có mặt rồi. Còn lại thì cái thời gian trong ngày của cô rất là flexible, rất là flexi time. Và nhiều người nói rằng là công việc của cô đúng là kiểu là dream job. Mà thực ra này, cô thấy rằng là nói là mang tiếng là flexi time nhưng mà thực tế cái công việc mà cô đang làm ấy là chính là cái công việc này. Nó là một cái career that leaves you with almost no free time. Và cô nghĩ cái lý do mà cô không có free time chính là bởi vì một phần chính là cái workaholic này này. Việc nghiện việc này này. Thấy chưa? Cái workaholic ở đây nó thể hiện ở chỗ là khi mà cô bắt đầu rảnh ra một tí thì cô lại nghĩ ra là bây giờ mình phải làm thêm một cái gì. Ấy, đó lại như thế cơ chứ đấy. Được không? Cho nên là mình mới không còn free time là bởi vì là cứ mà rảnh ra một cái là cô lại nghĩ ra là hay là mình làm thêm cái này. Ấy, chính vì thế cho nên là cô gần như là almost no free time. Nhưng mà cô cảm thấy rất là vui về cái việc này và chỉ là có cái điều là cô sẽ cố gắng work life balance, có nghĩa là mặc dù là đúng là nếu như mình cứ làm là sẽ không có free time, bởi vì là nếu như cô cứ làm ấy thì các lớp học sẽ đến liên tục và đến nhiều hơn và cô sẽ không có free time, nhưng mà cô bắt buộc ấy, gọi là on purpose, cố tình đúng không ạ, on purpose là cô sẽ đưa ra trong cái lịch trình của mình là cái thời gian là mình phải dành cho gia đình, cái thời gian mình phải dành cho các cái công việc khác, đúng không? Để mình có thể là enjoy life đấy và các cái công việc mà nó khiến cho cái cuộc sống của mình nó meaningful, nó có ý nghĩa hơn đúng không ạ? Cho nên là cô sẽ stop công việc lại khi mà cô cảm thấy cần thiết. Nha. Còn nếu như cô không stop nha, no free time là cái chắc chắn luôn, guarantee. Chính xác không? Rồi, ok nha. Và hy sinh đây là make a sacrifice. Có những cái ví dụ như là gia đình phải hy sinh, make a sacrifice để mà một người có thể thành công được ấy. Vì thế nên là khi mà người ta thành công, người ta thường hay nói là tôi rất là muốn gửi lời cảm ơn trước hết là tới gia đình tôi, đúng không? Những cái người mà gì đấy ạ, make a sacrifice. Đúng không? Họ đã hy sinh cho tôi để tôi có cái thời gian để nghiên cứu này. Họ đã hy sinh cái khoảng thời gian cho tôi để cho tôi có cái thời gian để tôi làm được cái achievement này. Người ta sẽ có những cái lời cảm ơn như thế tới trước hết là gia đình mình, đúng không? Rồi. Câu số 13 với từ success. Do success, have success, play success hay là make success. Với cái từ thành công ấy thì mình sẽ dùng cho cô từ have. Yeah, I'm not having much success in communicating with him at the moment.
Tôi không có nhiều thành công trong cái việc đó là giao tiếp với anh ta vào lúc này. Câu số 14 nhá. If you summon a good turn, they are much more likely to help you out in the future. Nào, câu này cô lại có một cái cấu trúc collocation nữa đi với turn. Nhưng lúc này mình không dùng take turn nữa mà là do someone a good turn. Hôm nay mình có cái collocation này rất là hay nhé các bạn. Các bạn ghi xuống giúp cô này. Do someone a good turn. Có nghĩa rằng là give someone a helping hand. Giúp đỡ ai nhá. Đấy, giúp đỡ ai. Được chưa? Câu này mình sẽ dùng do chứ không phải dùng take đấy nhỉ. Nếu bạn giúp đỡ ai thì có khả năng cao là người ta sẽ lại giúp lại bạn trong tương lai. Đúng không? Đúng không ạ? Và cái này nó là một cái rất là đúng luôn, đúng không ạ? Trong cuộc sống mình cần phải luôn luôn giúp đỡ người khác. Bởi vì ai mà biết được đến lúc mà mình sẽ lại cần cái sự giúp đỡ thì người khác sẽ lại giúp đỡ mình. Rồi, tiếp tục giúp cô sang câu số 15 nhá. I thought we might hire a motorboat and a trip around the bay. Nào, trip thì chắc chắn là đi với take nha. Take a trip. Take a trip có nghĩa là thực hiện một cái chuyến đi ấy. Tham gia một cái chuyến đi ấy. Nào, tôi nghĩ là chúng ta có thể thuê một cái thuyền máy và mình sẽ thực hiện một cái chuyến đi quanh cái vịnh này. Được chưa? Mọi người đã có cái cơ hội để take a trip around Hạ Long Bay chưa? Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long rất là đẹp. Đúng không ạ? Mình lên thuyền rồi mình đi quanh vịnh Hạ Long. Đúng không? Và nếu mà xịn sò nữa thì mình có thể nghỉ ngủ một đêm ở trên thuyền luôn. Rất là tuyệt vời. Được chưa ạ? Rồi, sau này khi mà các con có đủ điều kiện này, nhớ đi du lịch vịnh Hạ Long nha. Một cái danh lam thắng cảnh chắc chắn là mình phải đi rồi đúng không? Nào, tiếp tục giúp cô sang câu số 16 nhé. I'll deal with you. You wash the car and I will let you use it tonight. Now, a deal thì dễ dùng một câu từ make a deal. Make a deal. Câu này mình nói là một cái câu khá là đặc biệt này. Chúng ta có thể dùng make a deal hoặc là do a deal cũng được luôn. Cái câu này là một câu khá là hay ở cái chỗ là do hoặc là make đều được luôn các bạn. Nhưng mà thật ra thì cô hay dùng cái từ make này hơn. Đấy ạ. Do và make là giống nhau trong cái trường hợp này. Rất là trường hợp rất là đặc biệt đúng không ạ? Tôi sẽ do a deal with you. Thì cái này ở đây tức là chúng ta sẽ gọi là kiểu là giao dịch hoặc là thỏa thuận đấy. Vì thế cho nên là người ta hay dùng cái từ deal như thế này. Deal. Đấy ạ. Nó là cái từ viết tắt của một cái cụm, nó là deal, gọi là deal made chẳng hạn, tức là chốt deal đấy. Yeah, có nghĩa là chốt, đúng không ạ? Do a deal đây tức là chốt, đồng ý, thỏa thuận, đúng không ạ? Thế hay dùng mỗi cái từ deal như thế này, tức là bạn rửa xe nhá, còn tôi sẽ cho bạn dùng nó tối nay, đấy là một cái deal, đúng không ạ? Chốt nhá, deal. Rồi, câu số 17. Câu số 17 cô có cái từ start, start này. Start thì mình sẽ đi với lại là gì? Start là khởi hành nhé. Các bạn sẽ dùng cho cô từ make ạ. Make a start. Ghi xuống giúp cô đi ạ. We need to make a start on preparing the brochure next week. Chúng ta cần phải khởi hành. Không không phải khởi hành mà bắt đầu chứ. Chúng ta cần phải bắt đầu chuẩn bị cái brochure. Khởi hành hoặc bắt đầu đều được nhé. Thì make a start. Cái từ start này mình sẽ dùng cho cô với từ make ạ. Rồi, sang câu số 18. Do you think he offends at what I said about his hair? À, cô nghĩ rằng là anh ta, nó nghĩ là anh ta làm sao đấy ạ? Anh ta gọi là cảm thấy bị mất lòng hoặc là bị phật ý ấy ở những cái điều mà tôi nói về tóc của anh ta không? Câu này mình đã dùng cho cô collocation, đó là take offense. Take offense có nghĩa là mất lòng hoặc phật ý ạ. Và cái điều này ấy nó sẽ phân chia chúng ta ra làm hai kiểu người, đó là kiểu người difficult và kiểu người easy. Đấy là một cái kiểu người rất là khó khăn, rất là difficult. Kiểu người difficult là cái kiểu người mà dễ dễ take offense, dễ tức giận, dễ phật ý, dễ gọi là dễ dỗi đấy ạ. Đúng không ạ? Cái câu này nó giống như kiểu là dỗi ấy, đúng không? Cảm thấy là mình bị insulted này, bị sỉ nhục này, bị
mocked, đúng không ạ? Đấy, cảm thấy là mình bị sỉ nhục, bị xúc phạm này kia, đúng không? Nhưng mà thật ra những cái người như thế này, thật ra là họ là những cái người gọi là yếu thôi, những cái người difficult, những cái người dễ take offense, những cái người mà gọi là dễ dễ bị mất lòng ấy, thật ra là những cái người mà rất là vulnerable, dễ bị tổn thương. Thấy không? Còn những người không dễ bị tổn thương là invulnerable, không dễ tổn thương. Không có nghĩa rằng là họ họ không có bị annoyed với những cái điều tồi tệ xảy ra, mà cái vấn đề là họ biết rằng là cái điều xấu có thể xảy ra ở trên thế giới này, đúng không ạ? Nhưng họ sẽ không để những cái điều đó nó gọi là kiểm soát cái cảm xúc, cái tinh thần của họ. Đấy chưa? Thì nó gọi là invulnerable, tức là không dễ bị tổn, không dễ tổn thương, không không dễ tổn thương, được chưa? Tức là không dễ take offense. Ok, giờ sang câu số 19 nhá. James took the books off the little table to room for the radio. Now James lấy những quyển sách là xuống khỏi cái bàn để lấy chỗ cho cái collocation của chúng ta, đó là make room for. Make room for có nghĩa là để mà tạo ra một cái không gian ấy, cái space cho cái gì. Cái từ room thì nó chính là bằng space, make room for, nhường chỗ cho cái gì, lấy chỗ cho cái gì. Ok chưa? Dọn dẹp cái gì đấy để lấy chỗ cho cái đài. Trên bàn làm việc cô Phương lúc nào cũng lúc nào cái bàn làm việc cô Phương cũng rất là chật chội ấy. Trên bàn làm việc của cô nhá, có gì? Thứ nhất là có hai cái máy tính này. Xong rồi lại có rất nhiều những cái vật liệu để quay phim này. Wow, lúc nào nó cũng rất là chật chội ấy. Đôi khi cô phải dọn dẹp bớt đi để cô lấy chỗ để một cái gì đấy. Đấy không ạ? Mọi người có tò mò là không biết là trên bàn của cô Phư có gì không? Bàn cô Phư á, lại còn có cả lọ hoa nữa. Đấy, có cái máy pha cà phê nữa. Xong rồi lại có một cái máy, máy này là cái máy tinh dầu nữa. Xong rồi chỗ này là có kinh thánh này, lúc nào cũng sẽ có này. Rồi là, wow, không thể tin được. Rất nhiều thứ, đúng không ạ? Đấy, make room for. Nào, bây giờ sẽ sang cái từ experiments. Experiments là thí nghiệm. Làm thí nghiệm mình sẽ dùng do nhé. Nào, do experiments. Scientists are doing experiments to test the effectiveness of the new drug. Các nhà khoa học đang làm thí nghiệm để kiểm tra cái tính hiệu quả của cái loại thuốc mới. Câu số 21 ạ. We have a lot of fun. Chắc chắn là dùng have rồi. Have fun, đúng không ạ? Have fun có nghĩa là vui. Have fun, have a lot of fun. Chúng tôi đã có rất nhiều cái niềm vui để chuẩn bị cho cái bữa tiệc Halloween. Halloween, vui đúng không? Mọi người nghĩ rằng là khi mà mình gọi là gì đấy ạ? Mình mặc những cái đồ gọi là costume đúng không? Đấy, người ta thường hay nghĩ rằng là ngày lễ hội Halloween là một cái lễ hội hóa trang. Phải không? Khi đó là mình put on những cái special costumes và vì thế là nó là have fun. Cô Phư thì chả thấy fun gì cả. Halloween là một cái lễ hội ma quỷ mà mình thì chắc chắn là mình không thích ma quỷ rồi, cho nên là cô thấy chả fun gì cả. No fun at all. Nhưng mà mọi người have fun thì kệ mọi người thôi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có từ feelings. Feelings thì bao giờ mình dùng với từ have. Có những cảm xúc lẫn lộn. Have mixed feelings about giving up her job. Cô ấy có những cảm xúc lẫn lộn về cái việc đó là từ bỏ cái công việc của mình, đúng không? Rồi, cô ấy có những cảm xúc lẫn lộn. À, có lẽ là vào khoảng năm bao nhiêu tuổi, 50 hoặc 60 tuổi gì đấy, cô Phư rồi cũng sẽ có một ngày là phải give up cái job mà cái teaching job này, đúng không ạ? Wow, lúc ấy chắc chắn là cô cũng sẽ có gọi là have mixed feelings, đúng không nhỉ? Không biết là liệu mà khu phương mà đến tầm 50 60 tuổi không biết là sẽ có thể tiếp tục giảng dạy được không nhỉ? Theo các bạn thì nếu mà cô Phương đến 50 hoặc 60 tuổi thì cô Phương còn có đủ khả năng để dạy các bạn không ạ? Tức là dạy giúp như là con cháu các bạn. Lúc ấy khả năng là ra thôi cô ơi, cô già rồi, cô về hưu đi đúng không ạ? Sẽ có một ngày là phải give up cái job này. Lúc ấy chắc chắn là cô Phương cũng sẽ có gọi là have mixed feelings. Wow. Ok, nào tiếp tục sang câu số 23. Amend. Amend là sửa chữa hoặc là bồi. Amend. Amend là bồi thường. Đúng chưa? Amend của chúng ta nghĩa là bồi thường.
Đấy không ạ? Có nghĩa là đôi khi cũng là sửa chữa nữa. Amen thì có nghĩa là sửa chữa này. Hoặc là động từ nó mang nghĩa là sửa chữa đúng không ạ? Thay đổi. Sửa chữa. Đấy chưa, đúng chưa? Thay đổi hoặc là sửa chữa. Nhưng mà cái câu này ấy, người ta còn hay dùng cái collocation đó là amend a law. Có nghĩa là kiểu là có những cái chỉnh sửa đối với một cái luật nào đấy. Đấy chưa? Nhưng mà câu này ấy, cái từ amend lúc này thì mình lại đang dùng mang nghĩa là bồi thường. Đấy chưa? Collocation ở đây của cô lại mang nghĩa là kiểu là bồi thường, tức là làm một cái gì đấy để sửa chữa một cái sai lầm ấy ạ. Đấy chưa? Sửa chữa hoặc bồi thường, tôi muốn sửa chữa cho những cái điều mà lo lắng mà tôi đã gây ra cho bạn, thì tôi muốn bồi thường, tôi muốn sửa chữa. Thì ở đây mình sẽ dùng cho cô collocation đây, đó là make amends, tức là to correct something, sửa chữa lại. Rồi câu số 24, doctors have discovered that keeping a dog can wonders for your health. Các bác sĩ đã phát hiện ra rằng là nuôi một con chó, keep a dog nha, có thể làm ra những cái điều kỳ diệu cho cái sức khỏe của bạn. Đúng không ạ? Cái này là nó thiên về cái đời sống tinh thần này. Có một con chó ấy là mình lúc nào cũng vui. Bởi vì con chó là một cái con mà lúc nào nó cũng rất là lạc quan các bạn ạ. Mình thì buồn rũ ra nhưng mà cái mặt nó thì nó cứ hớn hớn lên. Đúng không ạ? Cô Vư có đang tả con chó của bạn nào không ạ? Cái mặt của con chó ấy lúc nào thì nó cũng hớn hớn lên. Mà kể cả cái mặt nó lúc mà nó buồn ấy nhìn trông cũng buồn cười kìa. Đúng không ạ? Thì nuôi con chó có thể là do wonders. Câu này sẽ dùng do nhé. Là mang lại những cái điều tốt, đúng không ạ? Có lợi cho ai hoặc là cái gì? Do wonders. Ok. Và câu cuối cùng, câu này thì rất là dễ rồi. Collocation này của chúng ta đó là take advantage of. Tận dụng cái gì? Nó sẽ bằng với cấu trúc đó là make use of. Bạn nên tận dụng Internet to do your research. Bạn nên tận dụng Internet để làm cái nghiên cứu. Do research. Đây là nghiên cứu nhá. Đây là research. Đấy chưa? Đấy là research thì gì phải do. Làm chưa? À, như vậy là trong buổi học ngày hôm nay mình học được rất nhiều những collocation hay luôn các bạn. À, chúng ta đã share bài về chưa nhỉ? Bạn share bài về giúp cô Phư chưa? Share bài về luôn ngay, luôn và ngay giúp cô đi ạ. Luôn và ngay nha. Bài này rất là hay nha. Đấy nhá. À, mình không share rồi sau này các bạn lại hỏi cô Phư là cái bài đấy đâu rồi. Mà cô thì không bao giờ ẩn livestream hay là gì hết cả đâu ạ. Lúc nào nó cũng gọi là giờ, lúc nào bài cũng có ở đây thôi. Nhưng mà mình có rất nhiều những cái livestream cho nên là có thể là nó sẽ bị lẫn ấy. Được không ạ? Chứ cô không bao giờ ẩn bài hay là gì hết đâu các bạn. Thế à? Có điều là bạn vẫn có thể khó để mà tìm thấy. Cho nên tốt nhất là các bạn share về giúp cô nhé. Nhờ. Rồi. Bây giờ chúng ta tạm dừng cái tiết học ở đây ngày hôm nay. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các buổi livestream tiếp theo. Bài rất hay đúng không các bạn? Chúng ta phải học nhiều những cái từ vựng như này nữa lên là mình yên tâm mình đi thi nha. Rồi, cứ hẹn gặp lại các bạn trong những buổi học tiếp theo nhá. Ok guys, night night.